Lưu Loan Hùng, một tỷ phú nức tiếng Hồng Kông, ông từng hẹn hò nhiều mỹ nhân hàng đầu xứ Cảng Thơm như Lý Gia Hân, Quan Chi Lâm, Thái Tiếu Phân. Đây là một trong số ít những người phụ nữ ở Hồng Kông có cả vóc dáng lẫn nhan sắc. Tuy nhiên, có một trong những cô bạn gái không hề sở hữu nhan sắc. Người được truyền thông Hồng Kông gọi là bạn gái xấu nhất của Lưu Loan Hùng, đó là Vương Dĩnh Dư. Mặc dù đã có vợ Tào Khang giúp đỡ xây dựng sự nghiệp từ thuở Hàn Vi, thế nhưng người đàn ông này lại từng hẹn hò bắt cá hai tay với đệ nhất mỹ nhân Hồng Kông Quan Chi Lâm và hoa hậu đẹp nhất xứ Cảng Thơm Lý Gia Hân, không cho ai một danh phận rõ ràng. Vậy nhưng lại quỵ lụy nhiều lần ngỏ lời cầu hôn với tiểu tam xấu nhất lịch sử Vương Dĩnh Dư. Vậy Vương Dĩnh Dư là ai mà khiến Lưu Loan Hùng mê như điếu đổ? Tình sử của hai người này gây sốc tới nhường nào mà khiến cả showbiz Hồng Kông chấn động một thời? Cô gái bị ám ảnh bởi dòng dõi thượng lưu. Trong những năm 1980-1990, Hồng Kông đang trong giai đoạn phát triển rầm rộ. Rất nhiều người trăm phương ngàn kế tìm cách nắm bắt cơ hội, vươn lên làm giàu. Vương Dĩnh Dư là một trong số đó. Xuất thân trong một gia đình trí thức, có bằng cấp cao, cha và chị gái là luật sư, có anh trai làm bác sĩ, nên ngay từ nhỏ, Vương Dĩnh Dư luôn có suy nghĩ mình là người cao quý hơn người khác. Cô từng nhấn mạnh mình có gia thế thuộc hàng tầng lớp thượng lưu và là máu xanh, hay còn gọi là Blue Blood, theo quan niệm của tầng lớp quý tộc châu Âu thời xưa, máu của họ có màu xanh khác với thường dân. Với thành tích học tập tốt, Vương Dĩnh Dư tốt nghiệp khoa luật của Đại học London, nhận được bằng luật sư của Hồng Kông và Anh vào năm 23 tuổi. Năm 1996, cô đầu quân cho công ty của Lưu Loan Hùng, trở thành trợ lý riêng của vị đại gia này. Với đầu óc thông minh, năng lực vượt trội, cô rất được lòng của sếp lớn. Chỉ trong 2 năm, Vương Dĩnh Dư đã ngồi lên vị trí tổng giám đốc, lọt luôn vào danh sách người tình của Lưu Loan Hùng. Sở hữu gia tài bạc tỷ, Lưu Loan Hùng từng tuyên bố mình có thể dùng tiền mua được trái tim của bất cứ người phụ nữ nào. Thực tế đã chứng minh, dù ngoại hình không nổi trội nhưng bên cạnh ông chưa bao giờ thiếu những bóng hồng showbiz sắc nước hương trời. Điều đáng nói, Lưu Loan Hùng là vị đại gia sát gái có tiếng của làng giải trí Hồng Kông. Dù đã có vợ, song danh sách những bóng hồng từng qua lại với ông Lưu khiến truyền thông chóng mặt. Bởi đó đều là những tên tuổi hàng đầu của làng giải trí như Lý Gia Hân, Quan Chi Lâm, Thái Thiếu Phân. Điều này đã khiến cho Vương Dĩnh Dư bất ngờ ngang hàng với các loạt mỹ nhân showbiz, đồng thời bị truyền thông gắn danh tiểu tam xấu nhất lịch sử bởi nhan sắc hoàn toàn thua kém những nữ thần nhan sắc đình đám kia. Dám dằn mặt cả Quan Chi Lâm, Lý Gia Hân. Với cách xử sự khéo léo, Vương Dĩnh Dư thường xuyên được Lưu Loan Hùng đưa đi tham gia các cuộc vui cùng với nhóm bạn bè, đối tác thuộc tầng lớp thượng lưu. Thậm chí cô còn có quan hệ khá thân thiết với Trịnh Dụ Đồng, người sáng lập tập đoàn Chu Đại Phúc, từng xếp thứ 8 trong bảng xếp hạng các tỷ phú châu Á năm 2017. Khi hẹn hò với Vương Dĩnh Dư, Lưu Loan Hùng còn đang trong mối quan hệ tay ba, tay tư cực kỳ rắc rối với Lý Gia Hân, Quan Chi Lâm và nhiều mỹ nhân khác, chẳng hề độc sủng một mình Vương Dĩnh Dư. Vốn là người nóng tính, Vương Dĩnh Dư lập tức khoe khoang chủ quyền, lợi dụng chức vụ của mình để được tỷ phú họ Lưu đưa đi tham gia sự kiện quan trọng trong năm 2000 cùng với Lưu Tú Dung, ai nữ của Lưu Loan Hùng và bà cả Bảo Vệ Cầm. Lưu Loan Hùng cũng dành nhiều tình cảm cho người tình không nổi trội về nhan sắc này. Không chỉ dành nhiều công sức tổ chức sinh nhật cho Vương Dĩnh Dư, ông còn đưa cô tới gặp mẹ mình. Có thể thấy được, địa vị của Vương Dĩnh Dư trong lòng Lưu Loan Hùng chẳng hề tầm thường chút nào. Chưa kể, giới báo chí từng thống kê bảng xếp hạng những khu bất động sản mà Lưu Loan Hùng từng tặng cho người tình của mình. Lúc ấy, Vương Dĩnh Dư chiếm vị trí thứ 5, còn Trần Khải Vận, hiện tại là vợ thứ 3 của Lưu Loan Hùng, chỉ xếp thứ 7. Không ít người cho rằng Vương Dĩnh Dư có thể thành công ngồi lên vị trí bà Lưu. Thế nhưng vì sự tham lam, hoang phí, người đẹp này đã tự đánh mất cơ hội đổi đời. Sau khi trở thành người tình của Lưu Loan Hùng, Vương Dĩnh Dư mạnh tay mua sắm toàn hàng hiệu đắt tiền. Thậm chí cô từng gây xôn xao khi chiếc túi sách Hermès độc nhất vô nhị tại xứ Cảng Thơm có giá trị lên tới hàng triệu đô la Hồng Kông, khoảng trên 3 tỷ đồng cách đây 20 năm. Với phần khóa cài đính kim cương 3 carat mà những ngôi sao đình đám như Madonna hay phu nhân nhà giàu cũng không thể có được. Chính vì điều này, Bảo Vệ Cầm, bà cả của Lưu Loan Hùng lên tiếng trách mắng Vương Dĩnh Dư là kẻ hám tiền, tiếp cận chồng mình vì có mục đích không đơn giản. Vậy nhưng, Vương Dĩnh Dư cũng chẳng phải dạng vừa khi cậy có danh hiệu luật sư tố Bảo Vệ Cầm bôi nhọ danh dự của mình. Bị bạn thân nẫng tay trên. Chắc hẳn Vương Dĩnh Dư cũng chẳng thể ngờ rằng chính bản thân mình lại nuôi ong tay áo, bị bạn thân giật bồ. Trong một chuyến du lịch ở London, Vương Dĩnh Dư quen biết với Lữ Lệ Quân khi người đẹp này đang vừa theo học ở Đại học London, vừa bán hàng trong cửa hàng túi sách hàng hiệu. Trước khi đi du học, Lữ Lệ Quân từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông nhưng không đoạt giải vì nhan sắc, vóc dáng kém phần nổi trội. Thế nhưng cô gái này luôn ôm khao khát đổi đời chỉ sau một đêm. Lữ Lệ Quân đã tìm cách tiếp cận, nướng tay trên người tình của bản thân và thành công trở thành vợ thứ hai của Lưu Loan Hùng. Con gái đại gia họ Lưu tiết lộ, khi Lữ Lệ Quân đem túi hàng hiệu đến cho Vương Dĩnh Dư, cô ta sẽ cố ý tìm hiểu xem cha tôi yêu thích thứ gì, cô ta thậm chí còn lục cả thùng rác nữa. Chẳng bao lâu sau khi chia tay, Vương Dĩnh Dư khiến giới truyền thông chấn động với màn đấu tố cực gắt với Lưu Loan Hùng. Được biết nguyên nhân là vì cha của Vương Dĩnh Dư bị tố từng lợi dụng chức vụ để trục lợi. Để cứu lại hình ảnh của cha mình, Vương Dĩnh Dư quyết định ra mặt, mong giới truyền thông chuyển sự chú ý sang hướng khác. Cô chủ động tiết lộ mối tình bí ẩn 6 năm của mình và vị tỷ phú từng cặp kè với Quan Chi Lâm, Lý Gia Hân. Tham gia một chương trình truyền hình, Vương Dĩnh Dư công khai đọc thư tình mà Lưu Loan Hùng viết cho cô. Trong đó, vị tỷ phú đào hoa này từng nhận mình là tên béo và tuyên bố phải giảm cân vì tình yêu. Để chứng minh cô đến với Lưu Loan Hùng không phải vì tiền, Vương Dĩnh Dư nhấn mạnh mình thuộc gia đình cao quý, cố tình khoe nhiều bức ảnh cho thấy gia thế khủng.
Vương Dĩnh Dư cho biết, biệt thự cao cấp mà Lưu Loan Hùng mua đều được cô trả tiền theo tháng, chứ không phải lấy không. Không chỉ vậy, tiểu tam xấu nhất lịch sử còn gây xôn xao khi tiết lộ Lưu Loan Hùng từng 3 lần dùng tiền giả, 5 lần 7 lượt cầu hôn cô, thậm chí còn từng mua nhẫn kim cương trị giá 30 triệu tệ, 107,4 tỷ đồng tặng Vương Dĩnh Dư để thể hiện sự chân thành. Quái nữ lắm chiêu này khẳng định thêm rằng cô cũng trả giá rất nhiều trong mối tình với vị đại gia hào hoa. Cô từng vì Lưu Loan Hùng mà uống đỡ hơn 80 viên thuốc ngủ, học làm bánh, nhào bột tới tê cứng cả tay. Tuy nhiên, vị tỷ phú họ Lưu cũng chẳng phải dạng vừa khi quay sang bóc phốt bạn gái cũ đến cháy mặt. Lưu Loan Hùng cho biết, sau khi chia tay, Vương Dĩnh Dư chủ động đòi 200 triệu tệ, 716 tỷ đồng tiền phí chia tay. Vì ông không đồng ý, Vương Dĩnh Dư mới đổi thành đòi 20 triệu tệ, 71 tỷ đồng. Về việc Vương Dĩnh Dư tự trả tiền mua nhà theo tháng, Lưu Loan Hùng khẳng định không hề có việc này. Ngoài ra, người tình một thời của Quan Chí Lâm tiết lộ, Vương Dĩnh Dư chẳng phải dạng phụ nữ hiền lành thánh thiện như cô vẫn tự khoe khoang với công chúng. Khi Vương Dĩnh Dư và Lưu Loan Hùng đang khẩu chiến dữ dội, tỷ phú Trịnh Dụ Đồng, người có mối quan hệ thân thiết với Vương Dĩnh Dư lên tiếng, kêu gọi Lưu Loan Hùng đừng bắt nạt phụ nữ như vậy. Lúc này, vị tỷ phú đa tình đành nín nhịn và cho biết, sau lưng người ta có quyền có thế, tôi không dám đắc tội. Cuộc sống hiện tại của Vương Dĩnh Dư khiến công chúng bất ngờ. Sau lùm xùm tình ái với Lưu Loan Hùng, Vương Dĩnh Dư nhanh chóng tìm được mục tiêu mới. Sau khi giúp đỡ Trịnh Dụ Đồng thắng trong một vụ kiện lớn về kinh tế, Vương Dĩnh Dư nhanh chóng hẹn hò với con trai của ông, Trịnh Gia Thuần. Điều đang nói thời điểm đó, bà xã của Trịnh Gia Thuần là Diệp Mỹ Khanh đã sinh cho chồng 3 quý tử nhưng đành nhắm mắt làm ngơ, mặc kệ tiểu tam lộng hành. Đến năm 2016, Trịnh Dụ Đồng qua đời, công chúng mới phát hiện trong cáo phó có 2 cái tên xa lạ. Hóa ra Vương Dĩnh Dư đã sinh cho thiếu gia nhà họ Trịnh 2 cậu con trai. Khi được hỏi về mối tình với Lưu Loan Hùng, cô cho biết, tôi chưa từng nghĩ đến việc chiếm được điều gì từ ông Lưu, tôi chỉ giống như một người phụ nữ bình thường dũng cảm yêu một người. Dù vậy, công chúng suốt nhiều năm qua vẫn lên tiếng chỉ trích Tuesday khét tiếng này. Vốn là một người phụ nữ mạnh mẽ trong công nghiệp, Vương Dĩnh Dư vẫn quyết chọn lối tắt để vươn tới tầng lớp siêu giàu bằng cách chen chân vào gia đình người khác.